Vào chiều tối ngày 25 tháng 2 năm 2022 theo giờ Việt Nam, sau những căng thẳng vì chiến dịch quân sự của Nga nhắm vào Ukraine cùng với những sức ép từ người hâm mộ bóng đá thế giới, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã có cuộc họp khẩn về địa điểm tổ chức trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2021-2022. Sau cuộc họp, UEFA đã tước quyền đăng cai trận đấu quan trọng nhất mùa giải Champions League của sân vận động Gazprom Arena ở thành phố Saint Petersburg. Cụ thể, sân vận động Stade de France, sân nhà của đội tuyển Pháp sẽ là nơi được lựa chọn. Với sức chứa lên đến 81.000 chỗ ngồi, nơi đây sẽ thu hút một lượng lớn khán giả đến dự khán trận đấu cuối cùng của mùa giải diễn ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2022. Dù trước đó thủ đô London với các sân vận động Wembley, Tottenham Stadium, sân vận động Olympic của West Ham nổi lên như những ứng cử viên sáng giá, nhưng UEFA vẫn quyết định lựa chọn Stade de France. Sau 16 năm kể từ trận chung kết Champions League ở mùa giải 2005-2006, khi Barcelona đánh bại Arsenal với tỷ số 2-1, Stade de France mới tổ chức lại một trận chung kết UEFA Champions League. Ngay sau quyết định của UEFA, lập tức Điện Kremlin đã phản ứng quyết liệt. Họ tuyên bố rằng Saint Petersburg sẽ cung cấp những điều kiện tốt nhất để đảm bảo sự kiện được diễn ra. Và đại diện của Nga cũng cho rằng quyết định của UEFA là sai lầm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói: "Thật xấu hổ khi quyết định như vậy được đưa ra. Saint Petersburg lẽ ra đã tạo điều kiện tốt nhất có thể để tổ chức sự kiện bóng đá này." Tuy nhiên, với nhiều người thì đây là một quyết định hợp lý và cần thiết, nhất là khi sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine ngày càng leo thang. Chính phủ Anh được cho là ngay lập tức tán thành quyết định tước quyền đăng cai trận chung kết này của thành phố Saint Petersburg. Bộ trưởng Văn hóa Anh Nadine Dorries cho biết: "Tôi hoan nghênh quyết định của UEFA trong việc tước quyền đăng cai trận chung kết Champions League năm nay của Saint Petersburg. Nga không được phép đăng cai, thậm chí là tham gia vào các sự kiện thể thao, văn hóa trên thế giới khi họ đã có cuộc tấn công vô cớ nhằm vào một quốc gia có chủ quyền." Ngoài ra, sau cuộc họp khẩn, UEFA cũng công bố các câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia Nga và Ukraine kể từ thời điểm này sẽ chơi các trận sân nhà tại địa điểm trung lập. Các trận đấu của Spartak Moscow ở Europa League của đội tuyển Nga và Ukraine tại Nations League 2022-2023 sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, trận Playoff World Cup giữa Nga và Ba Lan vẫn còn đang bỏ ngỏ phương án tổ chức khi có nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Nga nên bị cấm thi đấu ở những giải lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.